Một cặp đôi cùng bước vào căn hộ của họ. Cô gái ném chìa khóa của mình lên chiếc bàn cạnh lối vào trong khi chàng trai kiểm tra thời gian trên điện thoại của anh ta. Chàng trai nhắc bạn gái rằng họ cần phải rời đi sớm nếu không muốn bỏ lỡ bộ phim mà họ đã mua vé. Cô gái đồng ý, nhưng cô ấy muốn đi tắm trước khi đi. Trong khi cô gái đi tắm, chàng trai ngồi xuống máy tính của mình để chơi một hai ván game bắn súng online mà anh yêu thích. Chàng trai đeo tai nghe lên và nhảy vào trò chơi. Chẳng mấy chốc thì anh đã hoàn thành vòng chơi thứ ba của mình. Chàng trai kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình một lần nữa và nhận ra rằng họ đang bị muộn. Anh tháo tai nghe ra và bối rối khi nghe thấy âm thanh như vòi hoa sen vẫn đang chảy. Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm và lắng nghe. Vòi hoa sen chắc chắn vẫn đang bật. Chàng trai gõ cửa và hỏi mọi thứ ổn không. Anh đợi một lúc nhưng không thấy có phản hồi. Anh gõ cửa một lần nữa và vẫn không có gì. Cô gái thường không tắm lâu như vậy. Và anh ngay lập tức lo cô gái có thể đã bị ngất. Hoặc anh thậm chí không muốn nghĩ về điều đó. Anh vào đây nhá, chàng trai thông báo trước khi mở cửa để xem chuyện gì xảy ra với cô gái. Chàng trai ngay lập tức nhận ra rằng căn phòng đầy hơi nước. Nước nóng hẳn đã chảy được một lúc. Và anh sợ rằng cô gái đã thực sự ngất đi vì nóng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ổn chứ? Chàng trai hỏi. Và khi không thấy có phản hồi, anh kéo rèm cửa phòng tắm ra để tìm. Nhưng không, chỉ có một cái bồn tắm trống rỗng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của bạn gái anh. Chàng trai không khỏi bối rối. Anh tắt nước và đi vào phòng ngủ. Nhưng cô gái cũng không có ở trong đó. Anh chạy đến trước cửa, nhưng cửa vẫn khóa và chìa khóa của cô gái đang để trên bàn. Anh mở cửa và thò đầu ra ngoài hành lang, nhưng không có gì bên ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chàng trai kiểm tra phòng ngủ một lần nữa, sau đó là phòng tắm, nhưng cũng không thấy cô. Chàng trai hoàn toàn bị sốc, không chắc điều gì đã xảy ra. Anh ngồi xuống bồn cầu và đặt tay lên trán, đầu óc quay cuồng, cảm giác như thể cả thế giới xung quanh đột nhiên sụp đổ. Cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ câu chuyện của chàng trai. Bạn gái của anh chỉ đơn giản là biến mất khi đang tắm. Anh mong đợi chúng tôi tin điều đó ư? Vị thám tử hỏi. Chàng trai không có câu trả lời. Cứ như thể cô gái chỉ đột nhiên biến mất. Anh tin chắc chắn rằng cô gái hẳn vẫn ở đâu đó trong tòa nhà. Và bằng cách nào đó, cô gái đã lẻn ra ngoài mà anh ấy không biết. Nhưng video an ninh từ trong tòa nhà không cho thấy bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ có đoạn video từ các camera ở sảnh có cảnh trước khi họ bước vào tòa nhà. Nhưng không có gì đó cho thấy cô gái đã rời đi sau đó. Như mọi vụ mất tích giống như thế này, bạn trai là nghi phạm số 1. Nhưng vì không có bằng chứng, cảnh sát không thể giữ chàng trai lâu hơn được nữa. Sau nhiều giờ thẩm vấn, cuối cùng họ cũng cho phép anh rời đi. Nhưng anh không được quay lại căn hộ đó, vì hiện tại là hiện trường của vụ án. Chàng trai không có gia đình để tâm sự. Và một vài người bạn của anh dường như có cùng nghi ngờ với cảnh sát và không muốn dính dáng gì đến anh. Bạn gái của anh là người duy nhất anh thực sự có trên đời. Và bây giờ cô ấy đã rời đi. Anh ở lại nhà nghỉ tồi tàn. Và ngày qua ngày, rồi tuần, rồi tháng, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc người bạn gái mất tích của anh xuất hiện. Chàng trai tưởng tượng lại hình ảnh ngày hôm đó, cố tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng mặc dù cố hết sức, anh ấy vẫn không nhớ được bất kỳ điều gì. Không có thêm manh mối nào về những gì đã xảy ra. Vụ án dần đi vào bế tắc. Cuối cùng, cảnh sát phải chuyển sang những vụ án mới có thể giải quyết dễ hơn và cho phép chàng trai trở về nhà. Chàng trai ngập tràn cảm xúc khi lần đầu tiên trở về căn hộ. Bên trong là một mớ hỗn độn. Có vẻ những cảnh sát đã bới tung nó từ trong ra ngoài để tìm manh mối. Không biết phải làm gì khác, anh bắt đầu quá trình dài dọn dẹp căn hộ. Sau nhiều giờ sắp xếp mọi thứ, cuối cùng anh cũng đủ can đảm để đi đến một căn phòng mà anh không muốn vào. Phòng tắm. Chàng trai mở cánh cửa bước vào nơi mà anh chắc chắn rằng bạn gái mình đã có mặt trước khi biến mất. Anh bước vào và thấy rằng nó giống như một phần còn lại của căn hộ. Chắc hẳn cảnh sát đã xem xét từng bộ phận. Nhưng cũng giống như anh, họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào về việc cô gái đã đi đâu. Sau khi vào thẳng căn phòng cuối cùng này, chàng trai quyết định rằng mình nên đi tắm rồi đi ngủ. Việc đứng ở nơi cuối cùng mà anh biết cô gái đã từng đứng khiến anh vô cùng sợ hãi. Nhưng anh đã đau khổ nhiều tháng vì mất bạn gái. Và anh quyết định rằng mình cần tiếp tục sống, ngay cả khi bạn gái của anh biến mất không một dấu vết. Anh bật vòi hoa sen và để nước nóng lên trước khi bước vào. Khi vào trong bồn, mọi suy nghĩ của anh đều hướng về cô gái. Anh thử hỏi liệu cô gái đã bao giờ thực sự vào phòng tắm chưa? Hay bằng cách nào đó đã sử dụng nó như một cách đánh lạc hướng để thoát ra ngoài? Chàng trai không thể hiểu được. Những ký ức về ngày hôm đó chạy qua tâm trí anh ấy. Như hàng nghìn lần trước đó, những suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi anh nhận ra rằng nước đã bắt đầu dâng lên quanh chân mình. Anh nhìn xuống và thấy nắp cống trông bình thường. Hình như có cái gì đó làm nó tắc. Liệu bồn tắm có bị tắc khi lâu rồi không có ai sử dụng không? Anh hoàn toàn không có câu trả lời.
anh cúi xuống để nhìn kỹ hơn. Sinh vật đen dài chui ra khỏi cống, thằng nháy mắt và ngoặc chặt miệng chàng trai, bóp nghẹt anh trước khi anh có cơ hội hét lên. Anh vùng vẫy và kéo đổ tấm rèm khi ngã xuống, nhưng đã quá muộn và chỉ vài phút nữa anh cũng sẽ biến mất và không để lại dấu vết gì. Còn điều gì thoải mái hơn sau một ngày mệt nhọc bằng việc được đắm mình dưới dòng nước nóng từ một chiếc vòi hoa sen? Câu trả lời là không, không có gì tốt hơn. Nhưng cái cảm giác thư giãn đó không thể kéo dài khi bạn không hề biết rằng đường ống của bạn là nơi sinh sống của một cá thể SCP-153, còn được gọi là giun cống. SCP-153 được cho là có kết cấu tương tự loài giun tròn hoặc giun đũa, gồm một cơ thể dài, mỏng và cái miệng lớn ở một đầu. Một số loài giun đũa có thể phát triển dài tới cả mét. Chỉ riêng đó thôi cũng đã rất đáng lo ngại. Các cá thể SCP-153 còn có thể lớn hơn rất nhiều, với khả năng có thể dài lên đến tới gần 10 mét. Mặc dù vậy, có giả thuyết cho rằng một số cá thể sống trong tự nhiên có thể dài hơn. Những sinh vật giống giun này sẽ ăn bất kỳ vật chất hữu cơ nào. Tuy nhiên, sự thức ăn ưa thích của chúng là mô động vật tươi, và chúng dường như có xu hướng đặc biệt thích thịt người. Để thỏa mãn mong muốn được ăn con mồi ưa thích của mình, SCP-153 đã phát triển một khả năng săn mồi độc đáo, phù hợp với cấu trúc cơ thể thuôn dài của nó. Mặc dù không rõ nguồn gốc của chúng, nhưng chúng thường được tìm thấy nhiều nhất trong các đường ống của hệ thống thoát nước và cống rãnh. SCP-153 sẽ bơi trong những đường ống này, tìm kiếm những đường ống dẫn đến nhà của mọi người, đặc biệt là những đường ống được kết nối với vòi hoa sen và bồn tắm. Khi chúng đến cuối đường ống, SCP-153 sẽ bám vào nắp cống và bắt đầu tiết ra một chất có tính axit. Axit nhanh chóng phân hủy nắp và SCP-153 sẽ sử dụng miệng của nó để ngụy trang như một nắp thoát nước hoàn hảo. Một khi SCP-153 đã ở vị trí này, hầu như không thể phân biệt nó với cái nắp thật hay nhận ra bất cứ điều gì đã thay đổi. SCP-153 sau đó sẽ nằm chờ cho đến khi phát hiện ra ai đó đứng dưới vòi hoa sen hoặc vào trong bồn tắm. Ngay khi người đó bắt đầu tắm, nó sẽ rất nhanh chóng chui ra khỏi cống, bám chặt vào mặt nạn nhân, chủ yếu để ngăn họ kêu cứu. Sau đó, nó bắt đầu nhanh chóng tiết ra nhiều axit, thứ chất mà nó đã sử dụng để làm tan nắp. Với khả năng phân hủy kim loại hiệu quả, không có gì ngạc nhiên khi SCP-153 có thể nhanh chóng tạo ra hiệu ứng tương tự đối với nạn nhân của nó. Da và cơ của nạn nhân sẽ gần như bị hóa lỏng ngay lập tức, cho phép SCP-153 có thể hấp thụ con mồi, và giun cống ăn cũng rất nhanh. Chỉ sau vài phút, về cơ bản sẽ chẳng còn gì của nạn nhân còn sót lại, và 153 sẽ quay trở lại cống, không để lại dấu vết nào cho thấy nó đã từng ở đó, ngoại trừ chiếc nắp đã bị mất. Tổ chức SCP đã biết về dị thường này sau nhiều trường hợp người bị mất tích bí ẩn, mà tất cả chúng đều có chung một yếu tố chính: mỗi người đều được báo cáo là đã biến mất sau khi vào phòng tắm. Tổ chức nhanh chóng phát hiện ra rằng một số lượng lớn cá thể SCP-153 đang sống trong các hệ thống cống rãnh bên dưới một số thành phố lớn của Mỹ, và ngay lập tức bắt đầu ban hành các quy trình quản thúc. Tổ chức đã thu thập các mẫu vật nhiều nhất có thể và đưa chúng đến khu vực nghiên cứu sinh học 12, nơi họ có thể giữ chúng trong các bể 10 x 10 x 5 mét, được giữ một phần nước thải và các chất hữu cơ khác để chúng có thể ăn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là các thùng chứa này không được kết nối với bất kỳ hệ thống ống nước nào khác, kể cả bên trong hay bên ngoài. Với một số mẫu vật được đem về, tổ chức bắt đầu nghiên cứu các sinh vật này để hy vọng hiểu rõ hơn về chúng và cách chúng có thể phát triển các kỹ thuật săn bắt phức tạp như vậy. Một thí nghiệm cũng đã được phê duyệt để tìm hiểu liệu chúng có thể được sử dụng như một loại hệ thống xử lý chất thải trong một số trường hợp khắc nghiệt nhất định. Chẳng hạn như với SCP-2717, một khối mô động vật sống đã phát triển thành đường ống cống dài gần 4 km biên giới Amsterdam. Một số lượng lớn nhỏ các cá thể SCP-153 đã được chấp thuận thả về tự nhiên để kiểm tra xem chúng liệu có thể ngăn chặn sự lan rộng của 2717 hay không. Tuy nhiên, thí nghiệm này đã bị tạm dừng sau một số báo cáo mới đáng lo ngại. Đã có nhiều báo cáo về người mất tích hơn, với thủ phạm là SCP-153, khiến cho tổ chức phải chú ý. Nhưng những báo cáo mới này không chỉ giới hạn ở những người biến mất sau khi tắm. Bây giờ có vẻ SCP-153 đã thích nghi hơn nữa và bắt đầu xuất hiện không chỉ từ vòi hoa sen và bồn tắm nữa, mà bây giờ chúng còn xuất hiện từ bồn rửa và, vâng, thậm chí cả toilet. Tổ chức không rõ hiện đang có bao nhiêu cá thể SCP-153 tồn tại trong tự nhiên, nhưng họ chắc chắn rằng chúng vẫn đang tồn tại và săn mồi mà không bị phát hiện trong cống rãnh ở khắp nơi trên thế giới. Dị thường này đã được phân loại là Ignis, được tổ chức rất coi trọng, và bất kỳ báo cáo nào về những người mất tích trong phòng 8 đều được điều tra ngay lập tức để tìm kiếm dấu hiệu của SCP-153. Các đặc vụ hiện trường phải được trang bị các cảm biến hồng ngoại và tia cực tím mới có thể phát hiện ra lớp ngụy trang của SCP-153, và nếu có thể bắt sống các mẫu vật thì chúng sẽ được đưa đến khu vực 12 để nghiên cứu thêm. Nhưng đừng quá lo lắng vào lần tới khi bạn bước vào bồn tắm. Nếu bạn là mục tiêu của SCP-153, bạn sẽ không làm được gì nhiều,
và những lo lắng của bạn sẽ sớm trôi xuống dưới cống cùng với những gì còn sót lại của bạn. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-2385 để biết một dị thường khác có cách thức đặc biệt để xâm nhập vào bên trong của bạn. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.